Xin chào các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy sát nghiền đa năng Takeo TK200 sử dụng đầu sát bằng inox và sàn rung 3 cấp. Bây giờ tôi sẽ test các bạn xem. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.